Ngày 25 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã có thông báo gửi các cơ quan chức năng huyện Bố Trạch về việc tạm giữ hình sự đối với ông Phạm Thế Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bố Trạch về hành vi đánh bạc. Trước đó, ông Phạm Thế Anh nhiều ngày không đến cơ quan làm việc, không ai liên lạc được. Thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Bố Trạch cho biết đã có báo cáo gửi lãnh đạo Sở Y tế Quảng Bình và huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Bố Trạch về trường hợp của ông Phạm Thế Anh để có chỉ đạo xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm theo quy định. Trước đó, ngày 22 tháng 6, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với Công an huyện Bố Trạch và nhiều đơn vị khác triệt phá thành công nhóm đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá mùa Euro đang diễn ra. Công an đã tạm giữ 6 đối tượng gồm Nguyễn Xuân Hùng, sinh năm 1991, Nguyễn Văn Thưởng, sinh năm 1979, Nguyễn Văn Hợp, sinh năm 1975, Nguyễn Văn Thông, sinh năm 1978, Nguyễn Văn Trinh, sinh năm 1983 và Phạm Thế Anh, sinh năm 1979, cùng trú tại huyện Bố Trạch.